Cái thủy điện kia là Trung Quốc đúng không? Thủy điện kia là như Trung Quốc đúng không? Xem cái bản đồ này của Trung Quốc. Bản đồ Trung Quốc mà. Sông Nho Quế biên giới mà. Ông này người nước ngoài hôm nọ ăn cơm với cả người Việt Nam, nhìn như người Việt. Đây. Ông này nọ tưởng người Việt Nam rồi đéo, hình như không phải, nói tiếng Anh.